để đề phòng kênh chính bị khóa mõm, để các video vẫn ra mắt một cách đầy đủ nhất có thể, anh chị em, cô dì chú bác qua kênh phụ của mình xin nhẹ bổ mạnh cái đăng ký nhá. Cảm ơn mọi người. Hello hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là NBH đây. Ở clip này chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo về thời tiết và các ski event được diễn ra vào thứ 3 ngày 15 tháng 6 năm 2021 nha. Nhiều anh em yêu cầu nôn clip về Asus sáng thế bá chủ đi. Thì vâng, xin thưa, 10 giờ 45 phút trưa nay chúng ta sẽ có video về Asus sáng thế nhá. Ok, Việt Nam nói là làm, tôi mà điêu tôi là một con anh em. Ai, còn về phần thời tiết, đó chính là tuyết sương mù. Thời gian tuyết diễn ra vào lúc 13h32 đến 14h32, sương mù vào hồi 15h09 đến 17h09 nhá. Hôm qua thì mình không ra video được, lý do là đi mua sắm tầm hơn 9 giờ. Mình cũng sẽ có một cái clip vlog liên quan về những thứ mà chiều hôm qua mình đi đốt tiền. Thì review nhẹ sương sương cái laptop hơn 80 triệu đấy, cho anh em coi nhìn nó xịn sò như thế nào. Ui, xem sách full phát đề không, mà đi màn 4K OLED chứ, xem sách full xem sách 4K. Ui ôi, nhìn thấy cả từng lọng cống nó chạy, ui nói chung là phê, từng cọng lông nó mượt. Đấy, sương mù với cái gì nhỉ, quên mẹ ơi, à tuyết với sương mù. Mày chém gió quá, quên sứ nó mất. Ơi, sương mù tít 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 dưới đây. Đầu giọng quá. Đó, sương mù đây nha. Tuyết này, ok. Về phía mê công thường. Đấy. Đây nè, sợi. Mà hôm nay có cái event tiêu phí vô cùng hấp dẫn. Và nó cũng sẽ làm thứ chấm dứt chuỗi ngày giàu có nhiều kim cương của mình. Cho mày bộ xem có luôn. Mục tiêu 200k kim cương. Ui, thôi, tầm này thì xả láng nhở. Quả này thì phê nhở. Ui, ngập mồm được hôm này. Giường nam, bàn đẹp, ghế xốp, các thứ. Đấy, golem băng, 11% HP, 4,5% RM. Đây, giường lõi skill vô đài này, thẻ gộp này. Thêm vào đó là đá mega. Cái hoạt động event tiêu phí này nó sẽ diễn ra trong vòng 3 hôm, bắt đầu từ thứ 3, thứ 4, thứ 5. Thì đương nhiên, mình chỉ có đủ kim cương để ăn được một ngày thôi. Mình sẽ đột phá tất mọi thứ cho em vua kiếm bá chủ, trừ đi hết thử gọi là kim cương mua thể lực này, kim cương quét tinh tanh tinh này. Thì dư tầm 170k để đột phá chay. Thì 180k ấy, cho nó dễ tính. 38, đúng không? sáu trăm điểm đột phá với 180.000 kim cương. 600 điểm đột phá thì chúng ta vừa nâng cấp dòng Speed này lên, vừa nâng cấp được dòng Dam này lên khá khá, nâng tổng điểm đột phá được vào tầm 2k điểm. Cứ đợi đi, trưa này sẽ có rõ ràng kết quả. Ôi, về gì ta, đổi kỳ tích này. Đổi bộ Vision thể thao lấy đèn bí đỏ này. Một cái áo, một cái quần, được 160 đèn. Đây là đổi bộ Vision quần tây. Còn đây là đổi 3.000 đèn bí đỏ lấy bộ Vision Gradion. Uầy, mà nó đắt thế nhở. Ây, mê. Một cái áo, một cái quần, đổi được 160 đèn. Trong khi đấy, phải 300 đèn mới đổi được cái bộ này được. Vision Guardian, chả biết chỉ số nó như thế nào mà sắp đắt quá. Đây, trong trận đấu này, tăng 5% HP tối đa, Speed, Dam, Crit cho tất cả Bet Feta, hiệu quả X5, lên Bet có thuộc tính vô cực, mà sót lắm, 3.000 đèn bí đỏ. Thôi, kèo này đéo chơi được, kèo này kèo chịu. Kèo này nói chung là kèo này kèo chịu. Không đủ được, kèo thế thì sao mà chơi. Sợ vay nìn mẹ 3.000 đấy, đèn bí đỏ nửa con mét cộng hưởng để lấy một bộ trang phục. Thôi, bỏ qua. Quần đả thử thách quét tiếp mà vèo vèo cái lại đã hết chuẩn bị tháng 6 rồi, nửa tháng trước qua rồi đấy. Nhanh thật, thời gian cứ thế thấm thoát thoai đưa thôi. Khôi phục tài nguyên này,
Dương niềm vui nạp 4.000 xu nhận được hai bộ Vision này. Đấy, hai bộ thể thao anh em ơi. Em phết nhở. Một bộ thể thao Pikachu và một bộ thể thao Eevee. Lại có thêm hai bộ trang phục. Mình thì mình tất nhiên sẽ mở bộ đồ thôi. Chứ mở xúc quần áo bán thôi. Chứ điên đâu mà đổi lấy đèn mỹ đỏ. Đổi được dăm ba cái. Ăn thua gì cho với bên Tây. Tính ra là 4.000 xu đổi được 320 đèn mỹ đỏ. Cái giá nó cũng được được nhỉ. Cái giá tính chung ra thì nó cũng hơi hơi hấp dẫn một xíu đấy. Cái bộ thể thao rồi. Trợ lý này, thủy thủ cảnh sát này. Cái bộ thể thao nó ở đâu ta? Chưa nhận. Bộ vest này, đi săn. Cái bộ thể thao hình như là mình có rồi à? Hay như thế nào nhỉ? Bộ Friston thể thao. Cái set đấy nó ở đâu ta? Từ để tôi lần mò cái. Mình sợ là mình có rồi. Nếu mà có rồi thì mình sẽ đổi lấy đèn mỹ đỏ thôi. Horizon thể thao nó ở đâu nhỉ? Tháp BK không phải trong đây rồi. Bộ đấy là bộ nào? Rocket này, vest này, đi săn này, thủy thủ này, cảnh sát này, cỏ này. Hình như là mình có rồi ấy. Cái bộ thể thao này như tôi có rồi anh em ạ. Cái bộ này mình có rồi. Bởi vì cái này nó kiếm trong cái trụ trời này. Rồi. Provision thể thao mình có. Thế nên là lấy về mà đổi đèn mỹ đỏ thôi. Đỡ phần vần, đỡ bâng khuâng, đầu hết cả đầu. Nạp tiền chọn quà. Thì bí truyền thần bí này. Thẻ gộp cao. Bí truyền thần bí và thẻ gộp ăn full bốc 2k. Chúng ta sẽ nâng tổng được là 7 này, cộng với 12 này, 19 thẻ gộp cao, một tí lõi xương skill bó đài nữa, cũng tương đối. Về phần xúc quà, tha hồ mà đốt kim cương nhá. Thẻ đột phá 1.200 nhân 4, chúng ta có 4.800 thẻ đột phá. Nguyên liệu dùng để, ôi ôi, tốn kém lắm. Ui, nguyên liệu dùng để nâng cấp một cái ấy nè. Zotom này à, không, cái nguyên liệu dùng để nâng cấp mà. Vòng tay Z Zotom đây. Ôi, mua sạch luôn anh em ơi. Mua tầm này, mua hết đi chứ còn gì nữa. Trước mắt thì mình mua test trước cái này. Thế này thì đột phá về em vua kiếm không được đấy rồi. Không được 600 điểm đâu. Mua mấy cái linh tinh này thôi nó cũng phải gần 100.000 kim cương đấy. Đấy, mua hai cái này này. Nó đã mất 20.000 kim cương rồi. Thế thì lấy đâu ra? Tầm này thì lấy đâu ra mà đòi đủ được 600 điểm đột phá bây giờ. Không có, không thể nào có lên được mức độ như vậy. Level 40. Kích lên. Tiến cấp nào. 20 triệu lực chiến. Ôi dẫn nhanh thêm tí nữa. Đạt được level 42 đúng không? Rồi, cái đấy để sau đi. Vì tí nữa mình đốt kim cương đấy. Mình sẽ mua sạch sành xanh tiêu. Bét tên này nhè. Ngoài ra chúng ta có này, châu báu ngũ sắc này, xích tinh vân nâng cấp trong thập tam trận pháp. Các miếng đạo cụ chuyển hệ dành cho Arceus. Đây là phiếu up Pokemon ở cái ô cuối cùng. Rồi, hoạt động sự kiện chính. Nạp tiền thì không có gì ngon lắm. Tiêu phí thì mình đảo qua rồi. Đây, nạp tiền thì nó mắc 1.000 xu thôi. 1.000 xu là xong xuôi rồi. Sự kiện rút 10 nó là rút em Hectan nhá. Rút đi 10 full 10 lần ưu đãi này. Quà VIP khủng. Quay đi quẩn lại này. Hết rồi đấy. Mọi thứ nó cũng chỉ tới tầm tầm như thế thôi này bố ạ. Quét tập trung thể gộp cao. Ngày hôm nay làm gì thì làm. Cứ cho em kiếm. Nâng cấp được một ô thể gộp cao này nữa. Nâng cấp cái khóa năng lượng lên. Một tay nữa là thơm. Rồi. 86 cái rồi. Tiếp tục. 100 cái không? 101 cái. Vẫn thiếu. Và thiếu đâu đó ra vào là tận 50 cái nữa rồi. 50 cái nữa này này. 49 cái. Chà. Càng thích nhỉ? Cứ từ từ mà đi thôi. Ok. Và video này của mình cũng tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Bye bye.